Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cùng đoàn phụng vụ rất thân mến, chúng ta quy tụ ở đây trong ngôi thánh đường của St. Regis. Chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong ngày Chủ nhật thứ 32 thường niên. Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta một điều, đó là chúng ta hãy sống với thật các con người của chúng ta. Và Chúa Giêsu đã lên án và khiển trách những người sống đạo đức giả vì họ chỉ là biểu lộ qua bên ngoài. Và Chúa Giêsu đã khen ngợi về những hành vi của bà quả bà đã dâng cho Thiên Chúa với tất cả, không phải chỉ là vật chất, mà bà đã dâng cho Thiên Chúa với cả tấm lòng. Bởi vì Chúa thấu hiểu mọi tâm can của chúng ta. Trong tâm tình đó, mọi người chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng dâng thánh lễ hôm nay. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đầy xa những gì can bơ tin chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xa còn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhận Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri, hiện nhân với Chúa thánh thần đến muôn thuở muôn đời. Chí sách vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tiên tri Elia trỗi dậy bên đường Isarepha. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang được củi. Ông gọi bà
Đương lúc này, lúc bà đi lấy nước, ông gọi bà mà nói: "Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh." Bà thưa: "Có Chúa là Thiên Chúa hằng sống, chứng giám, tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ có một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây tôi lượm vài que củi và nấu cho tôi và con trai tôi ăn rồi chết thôi." Elia trả lời bà rằng: "Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói, nhưng với chút bột ấy, trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà, vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền dạy, truyền rằng hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất." Bà đi làm theo lời Elia. Chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn. Từ ngày đó hũ bột không cạn và bình dầu không vơi, như lời Chúa đã dùng Elia mà phán. Đó là lời Chúa. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa,
người đã phải chết nhiều lần, nhưng từ nay cho đến tận thế, người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình để hủy diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, thì Đức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy. Để xóa tội lỗi của nhiều người, người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi người. Đó là lời Chúa. Ta cho đến ngày mà cơn mưa đổ xuống trên đất. Thế nên
Từ đấy chúng ta thấy Thiên Chúa vẫn đang hiện diện. Thiên Chúa làm một cách tỏ tường trong cuộc sống. Và trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đề cao vai trò của bà quả. Bà chỉ bỏ 2 đồng tiền xu. Và chính điều đó, Chúa Giêsu đã ngồi quan sát, và Chúa Giêsu đã nghe thấy, và Chúa Giêsu đã hiểu lòng của bà quả. Và Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm bia hòm cũng hôm nay, bà quả nghèo này đã bỏ nhiều hơn tất cả. Vâng, chính Chúa Giêsu đã nghe, đã thấy, bà đã hiểu lòng mỗi người, đặc biệt của bà quả trong bài Tin Mừng hôm nay. Đối với bà quả thì cái việc mà gìn giữ và xây dựng đền thờ là nơi mà linh thiêng và là nơi là sự hiện diện của Thiên Chúa là ưu tiên hàng đầu của bà. Và bà quả này có thể là cho đi một cách ít ỏi về cái số tiền, nhưng khi bà cho đi, bà cho một cách lặng lẽ, vui vẻ và không ồn ào, và xuất phát từ một trái tim yêu thương. Kính thưa quý bà và anh chị em rất thân mến, 2 bà quả mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 và bài Tin Mừng thì có một điểm giống nhau, đó là họ đã dâng tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống của mình, gia đình của mình cho Thiên Chúa. Bà quả ở Sarepta dâng cái nắm bột và chút dầu cuối cùng cho tiên tri Elia. Và bà quả trong đền thờ dâng những đồng tiền cần thiết nhất trong cuộc sống của mình cho Thiên Chúa. Thế nên 2 bà quả được đề cao có phải là vì quà tặng mà họ đã làm không? Thưa, đó là dĩ nhiên là không, bởi vì 2 đồng kiện tiền thì đáng là bao? 1 chiếc bánh nhỏ thì có thấm thí gì? Nhưng trong Kinh Thánh đã đề cao họ vì là quà tặng ấy tuy nhỏ nhặt mòn và gói ghém nhỏ gọn, nhưng mà gói ghém cả một cái tấm lòng của con người dân kính. Và đồng kẹm của bà quả bỏ vào thùng tiền trong đền thờ, đó là một tấm lòng của một bà già nghèo, nhưng đó là một cả tài sản của bà. Chiếc bánh nhỏ của bà quả Sarepta là một cuộc sống của 2 mẹ con trong lúc sắp chết đói. Thì câu Việt Nam thường nói của cho không bằng cách cho, hay là mình nói cách khác là của cho không bằng một tấm lòng người cho. Cho của mình dư thừa thì chẳng quý gì, cho cái mình đang cần mới là quý, và cái mình vừa cần vừa tiếc mới là quý hơn cả. Của cho không bằng tấm lòng người cho, của nhiều mà lòng ít thì không quý cho bằng cái của ít mà lòng nhiều. 2 bà quả được đề cao là vì lòng yêu mến đối với người của Thiên Chúa và đối với người của Chúa. Thì họ đã được đề cao nhờ lòng yêu mến Chúa. Chính lòng yêu mến đã làm cho những hành động của 2 bà quả có một giá trị to lớn trước mặt Thiên Chúa. Và chính Chúa đã lên tiếng ca ngợi các bà, người khen các bà đã cho nhiều hơn tất cả những người khác. Bà đã bỏ tiền vào thùng hôm đó vì những người kia đã cho cái mà họ dư thừa, còn bà quả này cho tất cả tài sản của bà. Bà quả bỏ tiền ít hơn mọi người, nhưng dưới con mắt của Chúa Giêsu, bà đã bỏ nhiều hơn cả vì bà đã bỏ tất cả. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, dưới cái nhìn của Chúa Giêsu và sự đánh giá của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã đánh giá không dựa vào cái khối lượng nhưng dựa vào chất lượng. Chúa không nhìn bề ngoài, nhưng Chúa Giêsu đã nhìn vào chính tấm lòng của chúng ta. Và lối đánh giá của Chúa Giêsu đòi ta phải xét lại lối đánh giá của chúng ta ngày hôm nay, của mỗi người chúng ta khi chúng ta đánh giá người khác.
Có khi chúng ta ca ngợi một người chỉ vì người ấy đã có những đóng góp lớn lao, đã đem lại những kết quả tốt đẹp rõ ràng. Và có khi chúng ta đã chê một người khi người ta đói, kém cỏi, thiếu năng lực. Và tiếng khen chê của ta thường dựa trên cái hiệu quả bề ngoài của cuộc sống, hay là ít đụng chạm với nội tâm sâu thẳm của người khác. Và lối đánh giá của Chúa Giêsu cũng là một lời mời gọi cho mỗi người chúng ta bước theo Ngài, đó là chúng ta đừng nên đánh giá con người chỉ là bề ngoài, nhưng chúng ta hãy nhìn sâu thẳm bên trong để trái tim chúng ta đụng chạm đến trái tim anh chị em xung quanh. Đó là điều mà chính Chúa Giêsu mong muốn nơi mỗi con người chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đối với Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là bao nhiêu, nhiều hay ít, mà là đối với Chúa cần nơi mỗi người chúng ta là một tấm lòng. Giống như Trịnh Công Sơn cũng nói, có một câu rất là hay: sống trên đời này chúng ta chỉ cần có một tấm lòng. Vâng, đó, một tấm lòng yêu thương, một tấm lòng chia sẻ, một tấm lòng quan tâm, một tấm lòng cho đi vì tình yêu. Mà chính Chúa Giêsu đã sống điều đó, cho đi vì bạn hữu, người đã hiến thân mình vì bạn hữu, vì người mình yêu, vì ơn cứu độ, vì cho con người được sống muôn đời. Và ngày hôm nay khi chúng ta tham dự thánh lễ cũng vậy, chúng ta thấy hình ảnh đấy, hình ảnh của hai bà quả, cũng như trong cái hình ảnh mà Chúa Giêsu hóa thân con người trở mình và máu để nuôi thân xác, để nuôi con người được sống muôn đời. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng thinh lặng dâng lên Chúa những tâm tình từ đáy lòng chúng ta, để rồi nhờ Ngài cảm hóa, nhờ Ngài biến đổi, để rồi chúng ta sống trọn vẹn cho tình yêu, cho đi một cách nhân không. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng và dâng lên kinh tuyên kính. Chị em thân mến, sống trung thật với Chúa, với chính mình và với mọi người là điều kiện để Chúa ban cho những ân huệ thiêng liêng đáng hưởng hạnh phúc đời sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết đặt hết tin tưởng vào lời Chúa và phó thác mọi cơ cảnh đời mình cho Chúa, biết quảng đại hy sinh giúp đỡ việc truyền giáo và những người anh em túng nghèo. Chúng ta cầu xin Chúa.
Xin cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các linh mục luôn sống xứng đáng với chức vụ chức tư tế thánh, để qua đời sống thánh thiện, lời giáo huấn khôn ngoan và tinh thần xả thử hy sinh của các ngài, mọi người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Họ thích chiếm chỗ nhất trong hội đường. Xin Chúa thức tỉnh lương tâm các nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết tôn trọng và quan tâm đến những quyền lợi của người dân, đặc biệt những thành phần bị áp bức, bỏ rơi. Nhờ đó, gia đình nhân loại được hưởng an vui hạnh phúc. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết phụng sự Chúa trong tinh thần nhiệt thành, khiêm tốn và xả kỷ, để họ sẵn sàng tận dụng mọi khả năng Chúa ban mà xây dựng nước Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta thinh lặng trong giây lát, chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu nguyện riêng tư của chúng ta, đặc biệt cầu nguyện cho các linh hồn nội ngoại của chúng ta, các linh hồn cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con đã trọn niềm tin mến vào mọi công việc, dù bé nhỏ tầm thường, nhưng để như bà quá vang đài, chúng con được kể vào số những kẻ tích cực đóng góp trong chiến dịch tình thương của Chúa. Hầu xứng đáng được Chúa gọi Chúa là gia nghiệp muôn đời, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Lạy Chúa là trên, trước cả trời đất, chúng tôi chưa đặt lòng ban cho chúng con bên này là hoa màu đông đất và lá vương của con người. Chúng ta đi lên Chúa để trở nên mất tình sinh cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện những cái lời của tôi là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chân nhân. Xin Chúa nhận thi lễ bởi tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin mở lòng quan họ đón nhận đến lễ vật hội thánh Chúa tin nhân. Chúng con biết đến cả tâm hồn làm nhân ân phục sinh. Chúng con cầu xin nhận được Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy là Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là xứng đáng. Lạy Chúa là Cha chúng ta là Thiên Chúa toàn năng thần ngự. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Chúa đã ban tặng
rất nhân từ mà tai ta nhân bày bày đó mọi loài chúng ta phải cung thờ chưa mọi người đã được tôn trọng ở các nơi đều cung kính ca ngợi và các thân thần tâm chúc tụng vì thế cùng với toàn thể các thiên thần chúng ta ca ngợi Chúa và luôn hân hoan tuyên xưng rằng Thank you.
xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn thấy đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin Chúa đã thương ban cho Hội Thánh chúng con được bình an, cho mọi gia đình chúng con cảm nguyện được lòng Chúa xót thương, gìn giữ nâng đỡ để chúng con sống bình an hạnh phúc và hợp nhất theo thân ý Chúa. Chúa hằng sống và yên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
Thánh Đức Bà Maria tròn đời.